Hello mọi người, hôm nay mình chia sẻ cái cách chân bông sen làm thế nào để cho nó nở đẹp. Rồi sau khi mình tắm sen, gọi là thủ tục tắm sen đó mọi người, có nghĩa là mình để những cái bông sen nó nằm xuống với cái chậu nước thiệt là dài. Còn nếu không có chậu nước dài thì mình phải bỏ vô cái xô thiệt là cao. Nước mình đổ ngập tới đây, mình ngâm khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ để cho cái bông sen nó ngấm nước hoàn toàn, gọi là thủ tục tắm sen đó mọi người. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái lá này, khi mình mua thì trong cái bó sen người ta sẽ bó ốp vô cho mình sẵn 2 chiếc lá to như thế này, thì mình sử dụng 1 lá thôi. Có một cái chiếc lá gì để cắm vô thiệt là đẹp luôn đó. Day. Do mình dậy trễ mọi người ơi, đáng lẽ mình dậy lúc 4 giờ mà mình dậy tới 5 giờ mấy luôn rồi, nên một số bông nó nở khoảng 40-50% rồi, mình không kịp quay từ lúc ban đầu cái nụ búp rồi. Giờ còn cái bao nhiêu thì mình quay bao nhiêu nha. Giờ mình sẽ để cái máy này mình quay cho đến 7 giờ rưỡi xem nó có nở được nữa hay không nha. May quá, còn được một bông nở được chút xíu nè mọi người. Đó, mọi người có thấy cái cánh hoa nó từ từ nó bung ra không? Mấy cái bông kia nở hết trơn rồi, uổng ghê. Thì mai mốt mình mua bó sen mới rồi mình ráng mình thức dậy lúc 4 giờ canh mình quay từ đầu nha. Do hồi tối mình thức khuya quá, 1 giờ mấy mình mới ngủ, ngủ cho tới 5 giờ mấy luôn mọi người ơi. Bây giờ mấy cái bông sen, cánh sen nó bắt đầu nó xếp vô đó mọi người. Nó nở xong rồi nó sẽ xếp vô nha. Rồi giờ qua sáng sớm ngày hôm sau nó nở thêm một lần nữa. Bông sen nó nở 2 lần nha mọi người. 2000 years later. Mấy cái bông sen không kịp rồi, bây giờ mình đợi buổi chiều nè, mình đi quay cái bông lài nó nở cho mọi người xem. Bông lài thì nó nở khoảng từ 17 giờ cho đến 20 giờ 30 nha mọi người. Rất thơm, rất đẹp. Do cái điện thoại của mình nó cùi bắp quá, mình để xa quá nên không có lấy được cận cảnh. Với lại cái bông lài nó cũng nhỏ nữa mọi người. Mọi người có thấy cái cánh hoa từ từ nó bung ra không? Rất là đẹp nha. Mình sẽ chọn cái chế độ quay time lapse để mình quay cái bông hoa nó nở nha mọi người.